Chào bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn nhanh các bạn giải nhanh 21 câu về văn hóa đạo đức người lái xe. Đối với câu 1 thì các bạn chọn cả ý 1 và ý 2. Bởi vì người hành nghề lái xe khi thực hiện tốt việc rèn luyện nâng cao trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp sẽ thu được kết quả như thế nào. Câu 2. Người lái xe vận tải hàng hóa cần thực hiện những nhiệm vụ gì ghi dưới đây? Thì các bạn thấy là chọn đáp án 1 bởi vì là đáp án 2 sai vì thực hiện nghiêm chỉnh những nội dung hợp đồng giữa chủ hàng và khách hàng. Ok. Câu 3 thì chúng ta sẽ chọn nhanh đáp án 3, cả ý 1 và ý 2. Người lái xe kinh doanh vận tải cần thực hiện những công việc gì dưới đây để thường xuyên rèn luyện nâng cao đạo đức nghề nghiệp? Câu 4 thì chúng ta sẽ chọn cả ý 2 và ý 3. Câu 5 thì văn hóa giao thông được hiểu như thế nào đúng thì cả hai ý nhá. Ok. Rất đơn giản thôi. Câu 6 thì có hai từ cụm từ giảm tốc độ cho xe chạy chậm có cũng đương là đúng, chọn đáp án 2. Câu 7, người lái xe cố tình không phân biệt làn đường mệnh lệnh những hành vật ẩu vượt đèn đỏ đi vào đường cấm một đường một chiều được coi là hành vi nào? Trong các hành vi dưới đây là văn hóa thiếu giao thông, chọn đáp án 2. Rất đơn giản. Khi sơ cấp cứu người bị tai nạn thì các bạn sẽ thực hiện cầm máu không trực tiếp, chặn động mạch. Ok, chọn đáp án 2. Người lái xe có văn hóa giao thông thì cả ý 1 và ý 2. Trong các hành vi dưới đây, câu 10, người lái xe mô tô có văn hóa giao thông ứng xử như thế nào? Ta chọn nên đáp án 2. Câu 11, trong các hành vi dưới đây, người lái xe mô tô có văn hóa giao thông phải ứng xử như thế nào? Ta chọn nên đáp án 1. Điều khiển đi xe bên phải, đúng không? Ok. Câu 12, trong các hành vi dưới đây, người lái xe ô tô có văn hóa giao thông phải ứng xử như thế nào? Chúng ta chọn đáp án 1, đáp án 2 và 3 sai vì điều khiển xe đúng làn đường quy định chứ không phải đi làn nào ít đường phương tiện giao thông và phải dừng đỗ xe nơi quy định chứ không phải để thuận lợi cho việc giao nhận hàng hóa. Câu 13, người văn hóa giao thông, cái này chúng ta chọn cả hai ý 1 và ý 2. Câu 14, khi xảy ra tai nạn giao thông người lái xe phải và người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn phải thực hiện công việc dưới đây. Chúng ta chọn nhanh nhá, đáp án 1 đặt cảnh báo này. Ok. Câu 15, khi xảy ra tai nạn giao thông có người bị thương nghiêm trọng người lái xe thực hiện người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn thực hiện công việc gì? Hiện sơ cấp cứu. Ok, chọn đáp án 1. Câu 16, khi sơ cấp cứu thì các bạn đặt nạn nhân nằm ngửa thực hiện hô hấp nhân tạo, chọn cả hai ý, đáp án 3. 18, khi xảy ra tai nạn giao thông những hành vi dưới đây, hành vi nào bị nghiêm cấm, xâm phạm tính mạng bỏ trốn, cả hai ý, em 1 và 2, đáp án 3. Câu 19, khi xảy ra tai nạn giao thông những hành vi nào đến đây bị cấm, một là xâm phạm sơ cấp cứu, ok, sơ cứu người, ok, đáp án 1, xâm phạm tính mạng sức khỏe tài sản, ok. Câu 20, trong đoạn đường hai chiều tại khu vực đông dân cư đang ùn tắc, người điều khiển xe mô tô hai bánh có văn hóa giao thông sẽ lựa chọn xử lý tình huống nào đến đây? Ta chọn đáp án 3. Câu 21, trên đường xảy ra đường tắc giao thông sau đây là thiếu văn hóa tham gia giao thông, bấm còi đi lên vỉa hè, ok, lấn sang làn đường bên trái, tất cả đáp án 4. Chúc các bạn thành công.